Huyết Hải Thầm Cụ Tác giả Nam Kiệp Thạch Người đọc Cao Minh Tâm Lời nói vừa dứt, tất cả đều kinh dị Má côn liền gượng cười, nói Thượng đà chủ có bằng cớ gì Lời này không thể là lời nói vù vơ được Thượng Thiết Hoàng nói Đại nhân mình dám Tổng tiêu đầu giao thiệp với bọn phản nghịch triều đình Làm sao mà dám khinh xuất Để lọt bằng cớ vào tay của người khác Nhưng đại nhân thử nghĩ kỹ mà xem Nếu hộ tống hàng hóa không có gì bí mật Việc gì tống tiêu đầu lại phải thân hành lên đường cho gian khổ Rồi hắn cười to, nói <laughs> ta đã biết hàng tổng tiêu đầu chính là bạn thân thiết nhất của tên thủ lãnh nghịch đồ Mạnh Nguyên Siêu. Hàng uy võ nghe thượng thiết hoàng tố cáo mình không biết phải làm sao cãi lại trong khi mã côn liền hỏi. Làm sao các người biết việc này? Mẫn Thành Long thì đáp. Việc này có ta làm chứng Mười năm trước đây, Mạnh Nguyên Siêu đã từng cải chàng xuất hiện ở trấn viễn tiêu cục. Sau này ta mới biết chính người cải chàng ấy chính là y Hàng uy võ đã kịp lấy lại bình tĩnh Ông liền trả lời Ta đuổi người ra khỏi tiêu cục Thảo nào hôm nay người vụ khống cho ta Nếu việc ấy đã xảy ra 10 năm trước Thì tại sao hôm nay người mới nói ra chứ sự việc đã qua rồi, ta mới lìa khỏi tiêu cục. Ở kinh đồ lúc ấy, ta đâu có uy tín gì mà nói. vả chăng ta cũng không bắt được quả tan mạnh nguyên siêu. Lời nói vô bằng, vô cứ. Người khác vị tất đã tin ta. Hàng uy võ liền cười gằn nói. Ha, <laughs> ha, Người bảo lời nói vô bằng là đúng. Thượng thiết hoàng ho nhẹ lên một tiếng, nói. Hàng tổng tiêu đầu, đừng có đánh chống lãng nữa. Mẫn Thành Long nói chuyện cũ mười năm, ta nói chuyện ở trước mắt đây. Có phải ngươi bảo tiêu cho bọn lãnh thiết tiêu mạnh nguyên siêu hay không? Hàng uy võ liền cười ha hả, nói Thật hay không, mày thầy, ta cũng có một nhân chứng. Hả? Là ai? Chính là xà mã pháp sư Sa mã Pháp Sư bước vào ngay lúc ấy, tay đang cầm chàng hạt, miệng thì niệm Phật hiệu, nói a à di đà Phật, thật là các vị ngờ oan cho cư sĩ hàng tổng tiêu đầu rồi. Tất cả dược liệu là do tệ giáo Pháp Vương của chúng ta thuê hàng tổng tiêu đầu bảo tiêu. Vì vùng đất của chúng ta chẳng may mới bị một trận ôn dịch quá nặng, bệnh nhân quá nhiều, nên rất cần dược liệu thuốc men chữa chạy. Ai cũng biết, Bạch giáo Pháp Vương đóng đô ở đất Ngọc Khắc Chiều Minh, rất gần với xài Đạt Mộc, nên lời chứng nhận của Sa Mã Pháp Sư là hoàn toàn có lý. Nhưng Mẫn Thành Long lại ương ngạnh lên tiếng. Hay biết được, hàng tổng tiêu đầu vận chuyển thuốc men, dược liệu ngang qua xài Đạt Mộc, không chia ra phần lớn, lén giao cho bọn cường đảo ở trong rừng núi Thạch Kiến Chương nghe Mẫn Thành Long ăn nói hồ đồ, mặt liền biến sắc quát lớn. Họ Mẫn kia, cấm miệng lại, không thì ta sẽ cho người một chiêu mất mạng. Mẫn Thành Long quay sang họ Thạch, nói. Được lắm, ta cũng đang đợi tiêu sư đấy. Trước đây khi còn ở trong tiêu cục, Mẫn Thành Long và Thạch Kiến Chương vốn đã không ưa gì nhau. Nên vừa nghe Mẫn Thành Long khiêu khích, thạch kiến chương nhảy đến liên hữu trưởng búng ra lách tách xuất độc chiêu định đánh chết mẫn thành long chỉ thấy mẫn thành long xoay một vòng thi triển kim cương đại dương thủ chung quanh gian điện chật hẹp chỗ nào cũng có chưởng ảnh của y kim cương đại dương thủ của mẫn thành long tuy chưa thể so với bản lĩnh của dương mục nhưng vẫn biến ảo rất là linh hoạt chồng chiêu ẩn thầm chiêu trong thế tàn thế xét về mặt chiều số thì hơn hẳn lão thạch nhưng mà về hỏa hầu thì lại chưa bằng mọi người đứng ở chung quanh đều dạt ra sát vách tường để dành khoảng trống cho hai người tỷ thí vì chính điện của chùa rất là chật hẹp so với phòng khách của một nhà bình thường chưa chắc đã lớn hơn bao nhiêu nên trưởng công của mẫn thành long và thạch kiến chương bị hạn chế rất nhiều nhất là đối với lão thạch sử dụng cầm chưởng cần một khoảng không gian càng rộng càng tốt thì ở trong phòng này thật là bất lợi đánh đến hơn mười chiêu mẫn thành long đã có vẻ nóng nảy lắm rồi bỗng y gừ lên một tiếng như tiếng hổ báo chưởng pháp biến đổi quét ngang người thạch kiến chương dồn lão vào góc tường sát với dương hòa đàn đứng. Chân của lão thạch loạn choạng đạp nhầm một chiếc ly uống rượu còn vứt ngổn ngang ở dưới đất. Chiếc ly vỡ nát ra thành từng mảnh nhỏ dưới chân của lão khiến cho lão càng loạn choạng hơn. Thời cơ thật là thuận tiện cho Mẫn Thành Long. Người y lão đảo vụt theo đối phương, tả trưởng dơ thẳng lên, chuẩn bị đánh một đoàn sát thủ Dương Hoa cũng vừa cúi xuống nhặt một mảnh vỡ của chiếc ly bằng sứ. Một tiếng động rất nhỏ xen kẽ lọt vào giữa lúc ấy. Nói thì chậm, nhưng sự việc màu không thể tả. Mẫn Thành Long kêu ói lên một tiếng, chân khập khiển bước lui buồn chưởng xuống. Y lùi lại ba bước, liền nhăn nhó, nói Hả? Tạ, chúng ám khí mất rồi, không biết tên nào ở trong bọn tiêu cục là ám toán ta. Thượng Thiết Hoàng vội vàng bước lại đỡ lấy Mẫn Thành Long. Y đặt trưởng tâm đỡ ở sau lưng đồng bọn, đề phòng lỡ thạch kiến chương nhân cơ hội đánh tiếp. Nhưng hành động của họ thượng chậm hơn họ thạch nửa bước. Cầm trưởng của lão không một giây dừng lại đã quét ngang mặt của Mẫn Thành Long. May mà thượng thiết hoàng đã có ý đỡ đòn từ trước, nên hữu trưởng vừa đỡ bạn, tả trưởng đã xoay lên đánh bạc cầm trưởng của đối phương ra. Mẫn Thành Long đã tránh được trọng thương, nhưng trưởng thế còn dư lực đập vào cạnh má của y, khiến y khạc ra một bụng máu nhỏ mang theo hai chiếc răng. Thượng Thiết Hoàng liền tức giận nói, Hàng uy võ, bọn tiêu cục của ngươi chuyện đánh lén có phải không? Hàng uy võ hừ lên một tiếng, nói Thượng đà chủ đã sai rồi. Hả? Sai ở chỗ nào? Rõ ràng có người ở trong tiêu cục của người ám toán bằng hữu của ta. Cần cứ vào đâu mà ngươi nói người của tiêu cục ta ám toán? Không phải tên tiểu tử kia vừa ném mảnh ly vỡ ám toán mẫn thành long chút nữa màng thương tật ở chân sau. Hàng uy võ liền cười lớn nói Tè ra, cái mà ngươi gọi là ám toán là như thế. Nhưng vị tiểu huynh đệ đây không phải là người của tiêu cục chấn viễn. vả chăng, y cũng đâu biết rõ công gì mà đánh chúng huyệt dũng tuyền của họ mẫn kính đáo như thế. Mẫn hường chủ nói danh đệ nhất đệ tử của dương mục, lẽ nào lại bị một tên trẻ tuổi cầm mảnh ly vỡ đùa chơi được sao? Không sợ làm trò cười cho thiên hạ Thượng Thiết Hoàng liền đỏ bừng mặt vì lời chấm chọc mỉa mai của hàng uy võ y giận đến run người nói hàng tổng tiêu đầu xin mời ra ngoài sân kia cho ta lãnh giáo vài chiêu ngoài sân y đã có sẵn bọn cao thủ cùng phe với y sẵn sàng giúp y một tay hay ít ra thì cũng giám sát được đám thủ hạ của chấn viễn tiêu cục hàng uy võ liền ôn hòa nói được, chủ tùy khách ý, hàng bổ xin bồi tiếp đà chủ. Thế rồi tất cả kéo ra ngoài sân, đứng vây thành một vòng tròn xem hàng uy võ và thượng thiết hoàng tỷ võ. Tất cả mọi người ở trong tiêu cục để tránh hiềm nghi đều bỏ lại ly uống rượu của mình ở trong chính điện, tránh lặp lại sự ám toán như vừa xảy ra với Mẫn Thành Long. Thượng Thiết Hoàng liền lớn tiếng nói hạng tổng tiêu đầu, tỷ thí quyền cước rất khó phần thắng bại. Chúng ta hãy tự chọn vũ khí của mình. Hàng uy võ liền rút liền cảnh sườn một đoạn đau, nói Tốt lắm, mời đà chủ cầm vũ khí xuất chiều trước. Có một tên thiếu niên thấp bé liền bước tới, hai tay dâng lên trước mặt của Thượng Thiết Hoàng một cái hộp hình vuông. Đà chủ xin nhận binh khí, Thượng Thiết Hoàng không thèm giơ tay đỡ lấy, y cong ngón giữa búng một cái, chỉ nghe cốp một tiếng, nắp hộp đã bật tung. Nên biết, hộp này được chế tạo bằng thứ gỗ đàn mọc rất cứng, vậy mà Thượng Thiết Hoàng chỉ dùng chỉ pháp đã búng nắp hộp, chứng tỏ nội lực phi thường của y. Hàng uy võ cũng vừa ngạc nhiên nhưng không phải vì nội công của đối phương mà là vì vũ khí của y vừa nhấc ra khỏi hộp. Đó là một chiếc đạn tỳ bà bằng sắt. Y giơ thiết tỳ bà lên, cười lạnh lùng, nói Khách không tím quyền chủ, hàng tổng tiêu đầu, bơi ra chiêu trước. Hàng uy võ biến sắc mặt, nói Té ra, thượng đại chủ là truyền nhân của môn phái thiết tỳ bà sao? hàng mổ hôm nay mới thấy được võ lâm tuyệt học thất truyền đã trên 300 năm, thật là vạn hạnh. Thượng Thiết Hoàng ha hả cười lớn, nói Bốn chữ võ lâm tuyệt học khiến cho ta thêm thẹn. Hàng tổng tiêu đầu, kể ra ngươi cũng thấy biết nhiều hiểu rộng đó, ta xin bội phục. Nguyên môn phái thiết tỳ bà được sáng lập vào đầu nhà Minh do một võ lâm cao thủ tên là thượng hòa dương hòa dương là người nửa chánh nửa tà dùng thiết tỳ bà là một võ khí độc đáo hoành hành ở trên chốn giang hồ bình sinh chưa lần nào gặp tay đối thủ đến tuổi về già hòa dương mới bị bại về thiên hạ đệ nhất kiếm đương thời chính là trương đan phong từ đó y đã may danh ẩn tích không ai biết chung cuộc ra sau và tuyệt kỹ thiết tỳ bà cũng từ đó thất truyền. Hôm nay, thượng thiết hoàng sử dụng thiết tỳ bà, y lại cũng có họ thượng. Hàng uy võ dự đoán rằng có lẽ y phải là con cháu gì đó của thượng hòa dương. Vì môn phái thiết tỳ bà từ lâu đã thất truyền, nên sở kiến về vũ khí này họ hàng không mấy am tường. Ông liền nhớ lại cứ theo lời của các cố lão thì thiết tỳ bà lợi hại nhất ở chỗ trong lòng nó rỗng, chứa đầy ám khí. Ta phải cẩn thận đề phòng mới được. Thượng Thiết Hoàng vẫn giờ cao thiết tỳ bà nói Chúng ta đã đủ lễ với nhau rồi, hàng tổng tiêu đầu xin mời xuất chiêu. Hàng y võ vừa hô lên xin mạng phép, thì vừa múa một đường đao tấn công đào pháp đi rất chậm, từ từ gần chạm đến người của Thượng Thiết Hoàng mới hốt nhiên biến thành hư thế. Đó là hạng uy võ, bảo trì thân phận lãnh tụ tiêu cục của mình, không muốn mang tiếng lợi dụng xuất chiều trước. Thượng Thiết Hoàng liền hồ lớn, đạo kiếm vô tình, xin lưu tâm tiếp chiều. Thiết tỳ bà liền quay một phòng ở trên không, đánh tới kình lực rất là dữ dội khiến cho mọi người đứng xem bị kinh lực quá mạnh đẩy lùi tới mấy bước chỉ nghe một tiếng choang rất lớn ánh quang bay ra tứ diện Hàng uy võ phân chuyển lưng đau liền thi chuyển thành nội công chém một đầu thiết tỳ bà dội qua một bên Hàng uy võ liền tán thán hảo công phu rồi chầm vai xuống chánh thiết tỳ bà vừa đập tới, hóa giải đau thế, chém xuống vừa qua chiêu thứ hai. Người xem bây giờ chỉ còn thấy đạo ảnh quay vùng vục mũi đau khi xẹt qua đông, khi xẹt qua tây, khi chuyển lên cao, khi hạ xuống thấp, thành muôn hình vạn trạng. Bọn đệ tử chấn viễn tiêu cục nhìn thấy đạo pháp của tổng tiêu đầu biến diệu khôn lường, đều lấy làm mừng rỡ, thỉnh thoảng lại reo hò vì những tuyệt chiêu của vị chủ nhân. Chỉ có một mình dương hoa là lo lắng. Công lực của hai bên không thể so được ai hơn ai kém. Nhưng dĩ nhiên thiết tỳ bà dịu dụng nhiều hơn. Chỉ sợ hàng tổng tiêu đầu có một chút sơ xuất là sẽ bị bại liền. Nên biết bản lãnh của Thượng Thiết Hoàng so với Mẫn Thành Long cao hơn mấy bậc. Nên Dương Hoa có muốn ám trợ hàng uy võ cũng không dễ dàng tìm ra phương cách. Huống gì bọn mã côn chù sáng qua sự việc mẫn thành long đã đem lòng nghi kỵ chàng quan sát chàng rất kỹ thượng thiết hoàng cười rằng nói Gõ công của hàng tổng tiêu đầu thật quá là sức tưởng tượng trận thư hùng hôm nay có thể là mẫu mực cho đời sau được lắm dứt lời y ra một chiêu hoành tảo thiên quân tấn công phần hạ thân của hàng uy võ. Hàng uy võ thu đau nhảy vẹt ra, định dùng chiến thuật dĩ giật đãi lau. Nhưng thế thiết tỳ bà của thượng thiết hoàng chỉ đánh đến nửa chừng rồi ngừng lại. Xây ngược lưng tỳ bà ra, đột nhiên tay cháy, ngũ chỉ vuốt mạnh bật ra một tiếng lành lãnh như sắp chọc thủng màn nhĩ của mọi người. Có vài tên phu ở trong tiêu cục vừa nghe thấy tiếng lành lạnh ấy, chịu không nổi, phải vội vàng bịch kính tai lại. Hàng uy võ liền cười nhạt, nói Ngươi định dùng thiết tỳ bà để nhiễu loạn tâm thần của người nghe, nhưng với ta chỉ là trò đùa. Lúc ấy thiết tỳ bà lại vừa đánh tới, đau cũng dương lên, định hất ra, nhưng bỗng nhiên năm sợi dây đàn bung hẳn ra nhắm ngay mạch môn của hàng uy võ mà quất vào. Hàng uy võ không ngờ thiết tỳ bà lại có diệu dụng đến như thế. Cả năm sợi dây đàn cùng biến thành vũ khí tấn công. Nhưng hàng uy võ biến chiều thật là cực kỳ chớp nhoáng. Ông công hẳn người theo thế đầu, rồi nghe hai tiếng chanh chanh lạnh lót. Hai sợi dây đàn đã bị chém đứt và mạch môn của ông đã được giải thoát khỏi áp lực của đối phương. Mã Côn đứng ở bên ngoài, nhìn tình hình lấy làm thất vọng, bụng bảo dạ nói Gọi thiết tỳ bà là võ lâm tuyệt học, thật là quá lời, chẳng như là lời đồn đãi. Thượng Thiết Hoàng thấy đàn đã bị đứt hai giây, giận dữ đỏ bừng mặt nói Người đã phá hoại bảo bối gia truyền của ta, không đền không thể được. Hàng uy võ liền đáp. Thượng đại chủ nói buồn cười thật, hàng mẫu tìm ở đâu ra thiết tỳ bà mà đền đây. Thượng thiết hoàng trầm mặt, nghiêm giọng nói. Ta muốn người đền bằng tính mạng. Vừa nói y vừa nâng hai dây đàn bị đứt lên, tay của y vừa buông ra, hai dây đàn chưa kịp rơi xuống thì thiết tỳ bà đã vụt nhấc lên cao. Hai sợi dây đứt vươn lên thẳng như hai giảng bút nhắm thẳng vào hai mắt của hàng uy võ rõ ràng y đã vận nội công đánh hai dây đàn định chọc mù mắt của đối phương hàng uy võ vẫn bình tĩnh ông còn kịp trả lời người cứ việc lấy tính mạng của hàng bổ chỉ e rằng có hơi khó đó thôi lúc ấy hai đầu dây đàn đứt đã gần chạm tới mặt của ông bỗng có một luồng gió thổi tạt qua, đẩy hai dây đàn rơi xuống. Thì ra hàng uy võ đã vận chân khí thổi bạc hai sợi dây đàn qua một bên. Ta nên biết, vận nội công thổi một vật nhỏ như là hai sợi dây đàn đã là chuyện rất khó. Càng khó hơn nữa là hai sợi dây đàn đã bị Thượng Thiết Hoàng truyền huyền công thành hai vật cứng mà đâm thẳng tới. Thế mà hàng huy võ vẫn có thể thổi bạc đi được. Rõ ràng, công phu nội công của ông hơn hẳn Thượng Thiết Hoàng. Thượng Thiết Hoàng giận dữ, nói Ngươi đừng có mừng vội, ta còn nhiều món lạ cho ngươi nếm thử. Đầu thiết tỳ bà điểm vào huyệt hoàng khiêu của hàng uy võ, giống như biến thành phán quan bút. Hàng uy võ bước lùi lại một bước, quay đau thành thế, thiết lê canh địa chè kính huyệt đạo nói thì chậm nhưng sự việc rất là mau thượng thiết hoàng xây ngang thiết tỳ bà đánh vào đùi của ông biến vũ khí thành một loại bổng biến chiêu thái tổ côn pháp mỗi một chiêu y đều biến thiết tỳ bà thành một loại vũ khí khác nhau khi thì từ giảng pháp biến thành bút pháp khi thì từ bút pháp biến thành côn pháp đúng là chỉ trong chớp mắt đã biến chuyển khôn lường, khiến cho đối phương không sao suy đoán được. May mà võ công của hàng uy võ hết sức cao cường, mà cũng không dám khinh xuất một chút nào. Hai sợi dây đứt ở trên thân thiết tỳ bà cũng vô cùng lợi hại. Tùy theo sự xoay chuyển của thiết tỳ bà, nó biến thành hai con độc xà quẩy lộn đánh vào các huyệt đạo của đối phương. Hai sợi dây đàn bị hàng uy võ thổi tạc xuống, liền nhắm ngay huyệt đạo ở trên bụng, ở phần hạ thân của ông. Hàng uy võ, thủ thủ múa cự đau lòng lộng với thiết tỳ bà. Tả thủ vươn ra, còng các ngón tay lại thành chỉ, búng liên tiếp vào hai sợi dây, liên tục tấn công nguy hiểm không kém. Hàng uy võ triển khai thi thố đàn chỉ thần công. Hãy hai sợi dây đàn tấn công chỗ nào là búng vào chỗ đó chỉ nghe những tiếng đinh đinh, bất tuyệt, chẳng khác nào là tiếng đánh đàn. Người ngoài không thể nào nhìn thấy hết các chiều thế được. Đàn đánh nhau kịch liệt, bỗng nghe choang một tiếng lớn. Thượng Thiết Hoàng đã giật đứt hết năm sợi dây đàn. Hai dây đã đứt sẵn và ba dây còn lại biến mỗi dây đàn thành một thứ vũ khí cùng lúc tấn công ráo riết hơn. Hàng uy võ chiều thế càng cẩn mật, bỗng ông nhảy hẳn ra ngoài khỏi vòng chiến thượng thiết hoàng liền hỏi thắng bại chưa phân ngươi định chạy sao hàng uy võ hét lên một tiếng dữ dội như sấm lật tay thành trưởng đáp lại người chớ con ngông cuồng để xem ai là người chạy trước trưởng lực dũng mảnh như là muốn di sơn đảo hải đánh ập tới thượng thiết hoàng phiên thân tránh không để trưởng đánh chúng nhưng đã hơi chậm một chút Trưởng thế hơi vẹt trúng búi tóc của y Khiến cho tóc sổ tung ra Thạch kiến chương liền cổ vũ Tuyệt chiêu Trưởng pháp của tổng tiêu đầu Thật sự là lợi hại Thượng thiết hoàng Thì mặt tái không còn một giọt máu Nhưng cố cười gượng Nói Không ngờ Võ công của hàng tổng tiêu đầu Thật là lợi hại Lời vừa dứt Thân ảnh của y liền tung lên hướng vào hàng uy võ đánh mạnh tới. Tất cả những kẻ đứng xem đều kinh dị. Chưởng lực của hàng uy võ thật là hùng hậu mà. Thượng thiết hoàng không tránh thì thôi, sao còn dám đâm thẳng vào để tìm cái chết chứ? Ý nghĩ ấy chưa chấm dứt thì bỗng nghe liên tiếp mấy tiếng xoẹt xoẹt. Ám khí ở trong lòng chiếc đàn tỳ bà đã bắn ra vung vút. Thì ra thượng thiết hoàng đã sử dụng đến đòn sát thủ tối hậu bắn hàng loạt ám khí ra ngoài khoảng cách giữa y và hàng uy võ rất gần ám khí thì lại bay ra đột ngột nếu ở trường hợp của người khác chắc chắn đã bị ám khí ghim đầy người nhưng hàng uy võ đã phòng bị ngay từ đầu nên vừa nghe tiếng động lạ ông liền xuất thế khổng tước khai binh áp dụng tuyệt chiêu hàng gia đao pháp xoay đao bọc ở chung quanh người đánh bạc các ám khí rơi xuống đất Mấy tiếng đinh đinh vừa dứt, nhìn xuống đất, mọi người đã thấy hàng loạt ám khí của Thượng Thiết Hoàng. Ba chiếc thấu cốt đình, hai chiếc hồ điệp tiêu và bốn mũi tên ngắn. Vẫn chưa hết, tay áo của hàng uy võ phát lên, ghim gọn một số mai hoa châm. Nguyên vị loại châm này rất nhỏ, đau ảnh không đánh chúng được, nên hàng uy võ đành phải dùng ống tay áo rộng căng ra cho Mai Hoa Tâm ghim vào. Thượng Thiết Hoàng liền kêu lên. Tuyệt công phu, chỉ sợ người không đủ sức đỡ được hết mà thôi. Trong lúc nói, Thiết Tỳ Bà lại đánh tới lần nữa. Lần này hàng uy võ, cẩn thận đề phòng ám khí hơn, không còn rảnh chút nào để đánh tiếp phách không trưởng. Thế là tự nhiên bị biến thành thế bị động. Quả nhiên ám khí lần này bắn ra còn nhiều hơn lần trước. Dường như trong bụng của thiết tỳ bà có một cái hộp không đấy, chứa đủ mọi loại ám khí, càng bắn ra càng nhiều không biết bao giờ mới hết. Võ công của hàng uy võ quả là siêu việt. Trong tình hình bị ám khí ở trong thiết tỳ bà bắn tới liên tục như vậy, mà cước bộ của ông vẫn hoàn toàn không bị nhiễu loạn. Bọn thủ hạ tiêu cục chấn viễn đứng xem người nào người nấy xuất hạng dầm dày vì sợ hãi cho tổng tiêu đầu của mình lâm vào thế cực kỳ nguy hiểm. Khi đao quang tiêu ảnh lập lè qua lại, bỗng nghe xoẹt một tiếng xé vải, thì ra một chiếc hồ điệp tiêu đã bay xước ở trên vai của hàng uy võ, xé rách một mảnh áo rồi mới rơi xuống để lộ ra một bên xương vai, chút nữa thì đã ghim vào xương tỳ bà của ông thượng thiết hoàng ha hả cười đắc ý người đã biết sợ hay chưa nếu không thì mau mau nhận thua chớ trách ám khí độc tiêu của ta tiếng chưa dứt đột nhiên y ngừng hẳn lại hai chân hình như đứng không vững lảo đảo mấy bước rồi gục hẳn xuống đất đó chính là lúc hàng uy võ vừa bị ám tiêu xé rách áo khí giận bốc lên giờ phách không chưởng chưa kịp hạ thì bỗng thấy họ thượng đã ngã hẳn xuống đất. Ông kinh ngạc đến ngay người ra một lúc, bụng bảo dạ. Không lẽ có ai đang ám chợ ta sao? Sa mã pháp sư, tuy là một trong tám đại đệ tử của bạch giáo lạc ma, nhưng công phu chưa chắc gì hơn thượng thiết hoàng, làm sao có thể đánh ngã được ý? Trong lòng của hàng uy võ, rõ ràng biết rõ chắc Thượng Thiết Hoàng không phải là do ông đánh ngã. Nhưng những người chứng kiến lại không biết, cứ tưởng Thượng Thiết Hoàng chúng phách không trưởng Thạch Kiến Chương liền đắc ý cười lớn. Người đã biết oai lực của hàng tổng tiêu đầu của ta chưa? Võ công của Mã Côn hơn hẳn Thạch Kiến Chương. Tuy không biết tại sao Thượng Thiết Hoàng bỗng nhiên ngã xuống, nhưng chắc chắn không phải là do hàng uy võ hắn hoang mang ở trong bụng, nghĩ. Hoặc là họ hàng đến tối hậu mới biểu lộ công phu kinh người như thế, chiều phát xuất mà không ai thấy sao? Trong bụng của hắn vừa sợ vừa nghi ngờ, không sao định được. Nhưng mà sợ nhất là hàng uy võ lợi dụng cơ hội truy kích thượng thiết hoàng, nên hắn vội giơ tay ra giữa nói. Hoàng gia nên cởi không nên kết, Hai bên đã cùng nhau ấn chứng võ công như thế là đủ rồi. Hàng tống tiêu đầu nghĩ sao hả? Hắn bước hẳn ra, thật tình thâm ý là muốn ngăn cản. Một phần, nhưng mà phần chính lại muốn thử thách nội công của hạng uy võ, xem đến đâu. Vì lúc ấy phách không trưởng của ông đã sắp đánh xuống. Kinh lực của hàng uy võ vừa đẩy ra, quả nhiên hùng hồn khiến cho mã côn hơi lão đảo nhưng cũng không đến nỗi trầm trọng lắm. Hắn liền nhủ thầm. Hàng uy võ, Tí bản lãnh có cao thật, nhưng mà trưởng lực cũng chưa đủ đốn ngã thượng thiết hoàng. Thế thì nguyên nhân ra sao? Nếu nói có người bí mật ám trợ, thì bản lãnh của người này phải kinh thiên. Hiện nay ai có bản lãnh ấy chứ? Trừ phi là trưởng môn nhân thiên sơn phái, đường kinh thiên. Trưởng môn nhân của võ đan lôi chấn tử hoặc là hòa thượng phương trưởng của thiếu lâm đại bi thiền sư hàn uy võ chậm rãi lên tiếng mã đại nhân đã nói tới nghĩa tình hàng mẫu đâu dám không phân kỳ thực thì võ công của thượng đà chủ không kém ta đâu chẳng qua ta có chút may mắn hơn mà thôi chỉ mong từ đây thượng đà chủ đừng làm phiền cho chúng ta còn chuyện hôm nay chỉ xin cười một tiếng là xong thượng đà chủ cứ tự nhiên lên đường xin miễn cho ta phải đưa tiễn. Thượng Thiết Hoàng đã ngồi dậy, trên thân hoàn toàn không có một vết thương nào cả. Nguyên lúc nãy, y ngã là vì huyệt hoàng khiêu đột nhiên bị trúng thương. Nhưng nhờ nội công của y cực thâm diệu, nên chỉ ngã liền xuống, vận chân khí đã thông huyệt đạo liền. Nhưng cũng như mẫn thành long, y rất là tự ái trong lòng dù có hoang mang nghi ngờ, nhưng không dám nói ra miệng là bị người ta ám hại, sợ bị cười chê. vả chăng, rõ ràng người ám toán so võ công hơn y hẳn mấy bậc. Có nói ra, tức là phải ở thế đối đầu thì càng bất lợi chứ không tốt đẹp gì. Hàng uy võ nói câu vừa rồi rất là khôn khéo, một mặt vừa gỡ thể diện cho đối thủ, một mặt vừa đuổi khéo y đi. Thượng Thiết Hoàng vẫn uất lắm, nhưng ở thế không thể không đi. Trước khi bước ra khỏi cổng chùa, y quét ánh mắt sáng rực khắp một lượt, bỗng nhìn thấy xa mã pháp sư đang lúi cuối tìm một hạt châu từ chuỗi chàng hạt. Lòng của y rung động. Chẳng lẽ lão pháp sư này ám toán ta bằng hạt châu sao? lúc ấy mã côn cũng vừa lên tiếng, sa mã pháp sư lão đang tìm cái gì vậy? sa mã pháp sư liền đáp, lão vừa rơi mất hai viên hạt châu ở trong chuỗi đây. mã côn liền hỏi, chàng hạt châu ở cổ của lão làm sao có thể rơi mất hai hạt châu được chứ? sa mã pháp sư cười như làm mếu lão coi các người đánh nhau dữ dội quá không biết chàng hạt đứt ra lúc nào lạ thật lão hòa thượng để ta giúp lão tìm hạt châu bỗng tiểu sa di reo lên hả sư phụ con tìm được rồi nó ở dưới chân của thầy kia kìa mã côn nhìn về hướng reo thì ra tên tiểu sa di đã nhặt được hạt châu ở dưới chân của sa mã pháp sư y cũng nhìn thấy luôn hạt châu thứ hai nằm đằng sau lưng của Pháp Sư, cách hạt châu thứ nhất không xa. Cứ theo lý mà nói, nếu hai hạt châu này đích thực là do Sa Mã Pháp Sư bắn ra nhằm ám toán Thượng Thiết Hoàng, thì không đời nào lại quay trở về nơi gần nơi xuất phát đến như vậy. Sa Mã Pháp Sư cười đau khổ nói, Đúng là mắt của ta lõa hẳn rồi, vật ở bên cạnh mà lại đi tìm đâu đâu À, khổ thật. Mã Côn liền bụng bảo dạ. Cứ theo ta biết thì lạc ma bạch giáo, tuy võ công cũng có phần kỳ dị, nhưng mà không có lẽ nào lại ám toán thượng thiết hoàng. Ta không thể nào tin chuyện đó được. Âm thầm suy nghĩ như thế, nên khi tay trao viên hạt châu vào tay của sa mã pháp sư, y giả vờ cố tình cố ý Vương chỉ pháp bổ vào lao cung huyệt của pháp sư huyệt lao cung tuy không phải là tử huyệt nhưng nó nằm ở trong thiếu dương kinh mạch nếu bị đánh trúng huyệt này ắt sẽ bị tổn thương nguyên khí tuy không chết hẳn nhưng thế nào cũng sẽ lâm trọng bệnh Sa mã pháp sư xe đôi bàn tay mặt tươi cười nhận lấy hạt châu hoàn toàn không có ý đề phòng miệng thì còn mở rộng nói đa tạ cư sĩ nếu là một tay võ công thượng thừa thì trong bất cứ hoàn cảnh nào bảo vệ tính mạng cũng trở thành phản ứng tự nhiên khi bị đe dọa hiện nay rõ ràng là mã côn có ý ngầm đã thương sa mã pháp sư mà lão không hề biết không hề định né đòn và cũng không có dấu hiệu vận đòi công kháng cự sự tỉnh táo của pháp sư khiến cho mã côn càng hoảng hơn đúng là lão pháp sư võ công chưa thể gọi là đạt tới cảnh giới thượng thừa cứ kiểu này trong lòng bàn tay của lão chắc cũng không biết có huyệt lao cung nữa y vội vàng thu kình lực lại không để phạm vào huyệt lao cung ở trong bàn tay của pháp sư và toát mồ hôi vì mừng vì chưa kịp đánh chúng vào và sực nhớ ra bạch giáo lạc ma vốn đang được triều đình trọng nể nếu gây xích mích tổn thương tới pháp sư, chắc chắn y sẽ bị trừng phạt. Trong lòng nghi ngờ bất định, nên khi thượng thiết hoàng từ giả lên đường, mã côn chỉ ậm ừ, chiếu lệ mặc cho hắn tự mình ra ngựa phóng mất dạng. Thượng thiết hoàng, lòng thì đầy thù hận, nghi hoặc đi xa rồi. Dương Hoa thì vẫn còn nực cười ở trong bụng, vì chính chàng đã đứng lẫn lộn ở trong đám thủ hạ chấn phiển tiêu cục mới chính là thủ phạm ám toán họ thương. Nguyên từ lúc thượng thiết hoàng mới bấm nút cho thiết tỳ bà bắn ra loạt ám khí đầu tiên, chàng đã nhặt được một viên đất rồi thấm nước miếng âm thầm vo lại đợi cơ hội cho thượng một bài học. Và sau đó, chính chàng đã búng viên đất ra đúng vào huyệt hoàng khiêu của y khi hàng uy võ chưa kịp hạ trưởng ám khí chỉ là một viên đất, nên khi chúng mục tiêu thì nó liền vỡ nát ra thành cám, không để lại một chút dấu vết nào. Vả chăng lúc ấy, tất cả đều chú tâm theo dõi trận ác đấu, các bụi mịt mù, da dĩ, ám khí của Thượng thiết hoàng bắn ra vùng vục, thì làm sao mà ai có thể phân biệt đâu là ám khí của ai. Trong chùa vừa qua một trận phong ba dữ dội, ai nấy đều vui mừng vì phần thắng về phần mình, vội vàng chở vào thu xếp hành lý, định lên đường ngay ngày hôm nay. Tưởng mọi việc đã yên, mã côn liền dục chu sáng. Chù lão đệ, thử ra xem ngựa của ta đã no chưa, còn lên đường nữa. chu sáng ra ngoài, chớp nhón đã chở vào mặt thì tái mét. Hả? Mã huynh, nó đã biến mất rồi, cổ xe ngựa của ta không thấy đâu nữa. Mã Côn liền trợn chừng mắt nói Nghĩa là sao? Lão đệ có bị quán mắt hay là không? Y chưa kịp nổi giận Thì bóng ngoài chùa Có mấy tiếng vó ngựa gõ lóc cốc Vườn cổ nhìn ra Y thấy một thiếu niên cưỡi ngựa Tay thì còn dắt theo một con ngựa khác Kéo cổ xe của bọn Y Mã Côn và Chu Sáng Không ai bảo ai Cùng một lúc vọt ra ngay cổng chùa mã côn thân thủ cao hơn chù sáng đã đến gần thiếu niên quá to tiểu tặc ở đâu đến đây lại chộm ngựa như thế này không biết đó là ngựa của quan quân ngựa lâm quân sao rồi không cần biết thiếu niên trả lời ra sao y tiện tay đang cầm chiếc cương tiêu đâm luôn vào người của thiếu niên thiếu niên cũng đang phe phẩy chiếc nhuyễn tiên đợi cho cương tiêu tiến gần khẽ động cổ tay nhuyễn tiên bắn lên quấn chặt lấy cương tiêu, quất ngựa trở lại. Mã côn thất kinh, đảo người tránh cương tiêu đập ngược về miệng, miệng thì khen lên. Tên tiểu tử này cũng khá đó. Thiếu niên liền cười lớn, nói. Nói đúng đó, ta chính là tiểu tặc, còn bọn bay chính là đại tặc. Tiểu tặc đâu dám âm mưu cướp tiêu cục, chỉ dám cướp ngựa của bọn đại tặc mà thôi. Con ngựa kéo chiếc xe vốn đã quen với tiếng chủ cũ, nghe tiếng hồ hoáng của mã côn, liền hí vang lên, quay phóng trở lại. Con ngựa này vốn là loại danh câu, được cấp trên thưởng cho mã côn nên rất khôn. Hai tên mã côn và chu sáng cùng một lúc thấy ngựa chạy về, liền nhảy lên lên ngựa, đuổi theo tên thiếu niên. Trong lúc tay thì bắn ra ám khí nhắm vào thiếu niên, tùy ám khí không trúng mục đích, nhưng mà cũng làm cho thiếu niên không chạy mau được. Lúc ấy, Dương Hoa nghe huyền náo cũng chạy ra ngoài cổng chùa. Chàng đã nhìn thấy thiếu niên chậm ngựa, không là ai khác. Chính là Mỹ thiếu niên chàng đã gặp ở Tiểu Kim Xuyên và đã hỗ trợ chàng hạ gục bọn tứ tăng tứ đạo ngũ quan. Chàng kịp nói với hàng uy vũ. Hàng tổng tiêu đầu, ta có việc phải đi rồi. Nếu chẳng may Ngài đừng đẩy ta trở về nữa, xin tha thứ cho ta đường đột. Nói xong thân ảnh của chàng đã đi xa. Dương Hoa triển khai tuyệt đỉnh khinh công, vùng vút lao trên ở mặt đất, đóng đầy những tuyết. May trời có tuyết, nên những vết chân ngựa còn in hằn ở trên đó, giúp chàng cứ theo vết ngựa mà đuổi theo. Mã cùng và chu sáng cùng cưỡi trên một lưng ngựa đuổi theo thiếu niên vừa chạy vừa phóng ám khí nhưng y lại sợ ám khí chúng ngựa ắt sẽ chết nên y lại thôi còn thiếu niên thì một mình một ngựa nên chạy mau hơn rất nhiều mã cồn giận đỏ phần cá mặt la to khiêu khích tiểu tặc có giỏi hãy cho biết họ tên y hỏi cậu ấy thực ra là để cứu vãn danh dự, vì y biết bản lĩnh của tên trộm ngựa này không phải là tầm thường. Hỏi tên tuổi chẳng qua là để bớt giận, không ngờ thiếu niên lại gò cương cho ngựa chậm lại, quay đầu cười nhạt nói. Có gan sao không đuổi nữa đi, các người đâu phải là bằng hữu của ta, việc gì cần phải biết tên tuổi. Mã Côn liền quát lên, Hư, giỏi lắm, hãy chờ đó, cùng chúng ta thử hùng. Thiếu Niên vẫn cười nói: "Chỗ này đánh nhau không tiện, cố gắng hãy theo ta, đợi khi nào ta cao hứng cùng với các ngươi làm trò tiêu khiển cái đã, đi thôi." Mã cùng đã giận điên người, không cần nghe Thiếu Niên nói thật hay là giả, liền dục ngựa phóng lên liền. Thiếu Niên đúng là có ý khiêu khích, khi thì phóng ngựa rất mau, khi thì lại gò cương chậm lại, nhưng lúc nào cũng giữ khoảng cách độ hơn 10 bước. Thoảng chốc, cả hai đã đến một vùng núi non hết sức là hiểm trở. Hai bên thì đá dựng cao quá tầm nhìn. Trước mặt thì tuyết băng đóng thành vách tường lấp kín cả lối đi. Bên dưới có một hang núi sâu thăm thẳm, không nhìn thấy đấy. Mã côn vui mừng đến phát ra thành tiếng. Người tự dẫn mình đến tuyệt lộ, trước không còn lối chạy, thì làm sao có thể thoát khỏi tay của ta? Chưa kịp nói dứt thì đã thấy thiếu niên nhảy xuống lưng ngựa tươi cười nói. Chỗ này đánh nhau thật là mấy thú, các người cùng tiến lên đi. Chu sáng liền nói. Giết gà cần gì giao mổ châu, mã đại ca, để đệ, đệ tóm cổ tên tiểu tặc này cho. So với mã côn, chu sáng võ công còn thấp hơn nhiều bậc, kể cả kiến văn cũng không bằng. Mã côn nói giọng kẻ trên, nói. Được, dừng phải cẩn thận mã côn vốn biết chưa chắc chu sáng đã thắng được thiếu niên nên có lời cảnh giác nhưng chu sáng là lão ruột để ngoài da không giận vì mã côn có vẻ xem thường mình rút mạnh cây đao ở bên hông phóng người xuống mã đại ca yên tâm tên tiểu tặc này mình để đối phó là được rồi mỹ thiếu niên liền cười cợt nói một mình chắc không đủ đâu cả hai đến đánh, đánh cùng một lúc tốt hơn để ta đỡ tốn công phu. Chù sáng liền nổi giận. Hả? Tiểu tặc cuồng vọng nói bậy, ta không giết được ngươi, thề không làm người. Y ra chiêu đầu tiên là chiêu sát thủ liên hoàng tam đau. Chiêu này chính là chiêu giúp y nổi tiếng với chiêu thức biến ảo. Một chiêu ba thức có thể khi lâm địch tùy cơ ứng biến rất linh động. Y chắc ở trong bụng thiếu niên không thể nào đỡ nổi chiêu thức của y mỹ thiếu niên liền vẫn cười ha hả nói chiều pháp gì mà như mèo quào vậy lời chưa dứt nhuyễn tiền đã tà tà quét tới chu sáng hoành đau đẩy rơi ra từ hư chiêu biến thành thực chém xuống huyệt vũ khí ở bên lưng của đối phương chiêu này có ẩn tàng ba thức hư hư thực thực biến hóa khôn lường nhưng tiền pháp của thiếu niên so với đào pháp của y còn kỳ dị hơn. Không biết đầu rồi di chuyển từ bao giờ, công chiểu xuống rồi lại cất đầu lên như con rồng thần. Cuốn gió mổ liền ba bốn thế vào đầu vai của y, hóa giải đầu thế của y. Chù sáng phải thu đao vệ rất là gấp, bảo vệ ở bên vai, bấy giờ mới hoảng kinh vì thiếu niên trẻ tuổi mà kình lực nhuyễn tiên phát ra rất trầm trọng. Nhưng y là kẻ từng có nhiều kinh nghiệm sòng đấu, nên tuy kinh khủng vẫn bình ổn màu lẽ. Đào Pháp lập tức từ chiêu vân ma tam vũ biến thành cử hỏa liên thiêu. Ảnh đào vùng vút như vây hãm đối phương vào giữa, khiến cho nhuyễn tiên không có chỗ để vẫy vùng. Mỹ thiếu niên thân ảnh cực kỳ mau lẹ. Tiên ảnh bay liện, đang bước thế đạo thái thất linh bộ. Thân hình thì như cơn gió cuốn lấy nhuyễn tiên. Đột nhiên, chuyển thân đến sau lưng của chu sáng. Mã côn liền hoảng hốt la to. chu lão đệ có chừng sau lưng. May mà có mã côn cảnh giác kịp. Chù sáng chỉ nghe có luồng gió ở sau lưng, y liền gặp thân xuống theo thế ngọa địa long cuối gặp sát đất mới tránh được nhuyễn tiên, nhưng trong bụng đã mười phần hoảng hốt. Nói thì chậm, nhưng thật sự rất là mau. Mỹ thiếu niên, tiền đã đi qua, liền chuyển thân theo đánh ngược thế, vân lòng chát thủ, rồi biến thành kim bằng chuyển sĩ cực kỳ mau lẹ. Thần Pháp đã chuyển mau, tiền Pháp liên hoàng còn mau hơn, phối hợp động tác rất là đẹp mắt, đánh luôn vào ba nơi. Đỉnh đầu ngang lưng và bắp chân. Chiêu nào cũng thần tốc, khiến cho chu sáng bước chân hỗn loạn không còn bình tĩnh được nữa. Mã Côn thấy chu sáng không phải là đối thủ của thiếu niên liền kêu to. chu lão đệ, tạm lui ra để đó cho tạ bắt tên. Hai chữ tiểu tử chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì chỉ nghe vút lên một tiếng. Cột xương sống của chu sáng đã trúng một nhuyễn tiên rách bùng lưng áo Bày ra lằn roi rớm máu. May mà chu sáng, da lưng dày như là da châu, chưa bị lột đến tận xương. Mỹ thiếu niên sau đó hét to, ngã xuống máu. Thế đi của nhuyễn Tiên vòng xuống hạ thân của chu sáng, định quật y ngã hẳn xuống đất. Bỗng nghe một tiếng chanh rất lớn. Mã Côn đã dùng vũ khí, chỉ công búng trúng đầu của nhuyễn Tiên đẩy nó ra thần pháp của mã côn rất mau chuyển một cái đã đến ở bên mỹ thiếu niên chù lão đệ người nghĩ đi nhường cho ta đối phó y đã thấy bản lãnh của thiếu niên quá ư là kỳ diệu nên thay vì câu bắt tên tiểu tử y đã chuyển lại thành cho ta đối phó vì trong lòng cũng có phần e ngại sợ sẽ không thủ thắng được ngay mỹ thiếu niên thì vẫn cười nói ta đã sớm báo phải đánh cùng lúc hai tên ai bảo không nghe chứ bây giờ đánh luôn cũng không muộn đâu đánh luôn đi mã Côn giận đến tái mặt y lắp bắp liếu cả lữ hả tên tiểu tử tiểu tiểu đỡ được sông nhục trưởng của ta không mà đòi sớm với muộn rồi dùng tay không xuất chiêu liền quả nhiên bản lĩnh của mã côn phó thống lãnh người lâm quân vượt chọi hơn chu sáng rất nhiều thân ảnh của Mỹ thiếu niên vượt ra ngoài rồi dùng một chiêu thần long nhập hải, đầu rơi thẳng đứng, rồi cong lại thành vòng tròn, mổ xuống cùng lúc ba nơi ở trên người của mã côn. Đầu nhuyễn tiên có thể dùng để điểm huyệt, lại có thể tùy thời biến thành dây chói, quay lộn ở trên đầu của mã côn định đánh vào yết hầu của y. Y xoay trưởng hữu, lật qua lật lại rất mau lẹ, chụp bắt nhuyễn tiên nhưng thiếu niên đã giật nhuyễn tiên bật lên. Thiếu niên động tác mau lắm, nhưng Mã Côn cũng không chậm hơn chút nào. Đầu tiên, chưa kịp đụng vào áo của y, y đã động hai vai, cước bộ di chuyển, thân như là gió cuốn chạy theo đầu tiên. Rồi Vương Chảo Pháp định bấu lấy đoạt luôn nhuyễn tiên, nhưng mà nhuyễn tiên như là có mắt, hễ chảo của y vừa tới là nó vọt lên cao, khiến chảo y chỉ chụp vào khoảng không. Mỹ thiếu niên thấy mình đánh đã mấy thế mà chưa trúng được đối thủ, lập tức di hình hoán vị. Thần quay tích theo thế, hồi phong tảo liễu tuyệt kỹ. Loát loát loát, nhuyễn tiền lấp loáng như là cái vòng vây chụp mã côn vào giữa. Chiều thế cực kỳ hiểm độc, mã côn biết không thể nào đoạt nhuyễn tiền được nữa. liền vội vàng, thẳng lưng theo thế yên tử toản vân, vụt thẳng lên không chung, rồi hạ xuống sau lưng của Mỹ thiếu niên. Thủ thủ đánh liền vào cạnh người của đối phương. Mỹ thiếu niên thấy nhuyễn tiên của mình không đánh chúng, lại có cảm giác như gió cuốn ở sau lưng, biết ý đồ của họ mã. Nhuyễn tiên quay ngược lại ngay tức thời. Tiền đi màu như điện, trong một nháy mắt, nhuyễn tiên thì dài mà tay của mã côn lại ngắn, nên y không thể biến chiêu, đành phải lùi một bước. Mỹ thiếu niên bước theo đánh dồn. Không biết được y là người bản lĩnh hơn người, kinh nghiệm lâm chiến cũng hơn người. Trong lúc nguy cấp ấy, y thi triển ảo diệu công phu, thiết bản kiều, lưng công lại như là con tôm, mặt thì gần sát đất, để đầu nhuyễn tiên đánh phục qua lưng của y, phát ra những tiếng bút bút mà không hề chạm được vào áo của y. Nói thì chậm, nhưng sự thật thì rất mau lẹ mã côn nhân cơ hội thiếu niên chưa kịp thu nhuyễn tiên về thân đang công mà y vẫn tiến thẳng lưng trưởng đánh nhẹ vào nhuyễn tiên trưởng phong tà tà nghiêng về phía đầu nhuyễn tiên nhanh như cuồng phong đại lãng triển khai luồng chiều số tấn công đúng là kỳ phụng địch thủ bên tám lạng bên nửa cân mã côn triển khai song thủ áp sát đối phương mong cướp nhuyễn tiên. Mỹ thiếu niên cũng không kém. Nhuyễn tiên sử dụng không khác gì cánh tay nối dài, thu sức tùy ý. Lùi một bước, tiến một bước, triển khai liên tục những chiêu xấu kỳ dị nhất của tiên pháp. Cùng mã côn đánh qua đánh lại một chiêu một thức, đều không kịp ép thế chút nào. Ác đấu dữ dội với nhau, có hơn 100 chiêu mà chưa phân thắng bại khiến cả hai đều kinh ngạc về võ công của nhau mỹ thiếu niên thì nghĩ thầm ta không nên quá khinh địch cứ tưởng là khi bắt cung vọng chết rồi bọn ngựa lâm quân mãn thanh không còn ai cao thủ nữa ai ngờ tình hình hôm nay như thế này không thì ta phải tìm thêm người để hỗ trợ ta mới được còn mã côn thì lại càng gấp thắng càng kinh dị hơn trong lòng hoảng hốt ta đường đường là một phó thống lãnh ngựa lâm quân mà không thể thắng được tên tiểu tặc này. Người ngoài biết được chắc sẽ cười cho thối mũi. May mà ở chung quanh đây vắng vẻ. chu sáng đứng ở ngoài dưỡng thần, đã có vẻ tỉnh táo trở lại. Y vội sách đau chạy đến, miệng nói. Thời gian đã muộn lắm rồi, chúng ta thanh toán tên tiểu tử này mau đi thôi. Mã cồn cây đắng, đanh ngậm miệng im. Mỹ thiếu niên thì hà hả cười. Ta đã sớm nói cứ cùng đánh một lúc, ai bảo sĩ diện làm chí? Miệng tùy nói như vậy, nhưng trong lòng đã thầm kêu khổ, vì biết chu sáng võ công tuy không bằng mã côn, nhưng vẫn là tay hảo thủ. Chỉ với một mình mã côn, may ra thiếu niên còn có thể tạm đương đầu. Này đối phương thêm một tay hảo thủ nữa, thì thắng bại về ai không cần phải đoán. Mã Côn cũng biết mình lấy đông áp đảo một thiếu niên, thật là chẳng vinh dự gì nên hơi đỏ mặt phiền ngượng, cố nói Tiểu tạc, chết đến nơi rồi, còn cố nó cứng sao? Y vận công vào trưởng, càng đánh càng hăng. chu sáng trợ lực tấn công chắc diện, đau vung phúc múa tới, nhắm vào chỗ trống của địch thủ. Đấu thêm được một lúc nữa, quả nhiên thiếu niên khí lực đã suy giảm, nhuyễn tiên sử dụng đã kém phần linh hoạt. Chính đang lúc nguy khốn ấy, bỗng nghe một tiếng cười lạnh lẽo hai tên đến một không biết thẹn sâu thế mà cũng còn xưng là ngự lâm quân ư mã cồn liền quay đầu ngó lại nhận ra ngay là tên hướng đạo quần áo lam lũ của chấn viễn tiêu cục bên lưng của dương hoa vác một chiếc vò da đang ở sườn núi vùng vục đi tới mã cồn kinh hoảng ta vốn sớm nghĩ tên tiểu tử này không phải là thường nhân nhưng không ngờ nó lại cao cường đến như vậy thật là hối không kịp mà chu sáng thì giận chàng hông quát ầm lên sủ tiểu tử người khôn hồn thì cứ ở lại đây dương hoa cười ha hả nói ta không tìm bọn bay để đánh đòn thì ta đến đây làm gì chứ nhưng mà ta cũng chẳng cần phải chiếm tiện nghi của bọn bay làm gì đây là vị bằng hữu của ta xin nhường cho ta ra tay ta với hai tay sai này có một chút việc riêng hai vị đã có lúc muốn đánh ta chết đó thôi ta cần phải tính sổ với hai vị. Lời vừa dứt, tay liền búng ra liền hai viên đá nhỏ. Hai tên mã chu đang bận đối phó với mỹ thiếu niên, kịp ra tay chỉ đủ thời gian nghiêng mình để tránh. Mỹ thiếu niên thu vội nhuyễn tiên đứng sang một bên, nói thì chậm, sự thật thì mau chóng hơn nhiều. Dương Hoa vừa bắn hụt hai viên đá, mặt đã đối diện với hai tên quân quan. Mã Côn hậm hực nói Ngươi muốn đánh với hại chúng ta sao? Xét về thân phận tiền bối của y Y không muốn bị Dương Hoa khinh thị Nhưng chàng hiểm nhiên đáp Đúng vậy, chỉ một mình ta cũng đủ quăng hai vị số vật sâu kia rồi Mã Côn nghe lời ấy, giận tím mặt Nhưng trong bụng thì lại sợ thiếu niên đứng ở ngoài bất ngờ tập kích vả chăng y nghĩ dương hoa võ công chưa chắc đã cao hơn thiếu niên chỉ bằng để cho chu sáng đấu với thiếu niên còn y đấu với dương hoa lấy một chọi một để coi và đỡ mang tiếng hơn tuy võ công của chu sáng có thấp hơn thiếu niên nhưng thiếu niên bây giờ đã mỏi mệt chu sáng chắc sẽ đủ sức để cầm cự y cứ nghĩ ngợi suy tính mãi chưa dám quyết định ra sao dương hoa đã đặt vò da xuống đất rồi gọi thiếu niên Hảo bằng hữu, đây là vò rượu bồ đào ta mang đến tặng cho ngươi đây. Mỹ thiếu niên liền chụp lấy vò rượu đáp. Chưa cần, đợi ngươi đánh bại hai tên tay sai này rồi, chúng ta hãy cùng uống mừng. Hiển nhiên câu nói ấy, Mỹ thiếu niên nhất định Mã Chu sẽ bị đại bại không còn ngờ gì nữa. Dương Hoa cả cười, nói. Các người có thấy chưa? Vị bằng hữu của ta không chịu uống rượu khi mà có mắt của các người đó, nhị vị đại nhân hôm qua trên đường núi có phải nhị vị đã định đánh chết ta không hôm nay vẫn chưa muộn mời nhị vị đến mà đánh mã côn liên gằn giọng nói được lắm đấy là ngươi tự tìm cái chết tức thì xuất chiêu hú trưởng hậu thân tả thủ quặp ngón tay lại đánh vào huyệt đạo của dương hoa dương hoa công chân hơi nhích qua rồi đánh trưởng tới song trưởng đụng nhau bùng một tiếng lớn. Dương qua, thân hình hơi rung động, còn mã côn thì lùi lại hai bước, nhưng tay trái vẫn đánh tới. Tuy không trúng huyệt đạo của Dương Hoa, nhưng vẫn quẹt rách áo của chàng. Dương Hoa đã chuyển thân, rồi vút vút vút, chớp nhón đánh ra ba chiêu liên tiếp. Tùy ba chiêu, nhưng cùng một khí tạo thành. Dùng hết sức cương dương, kiếm thấy bay lượng buộc mã côn phải liên tục lùi lại. Chàng cười nói, chắc ngươi đã biết tên tiểu tử này lợi hại như thế nào rồi đúng không? Đến nước này, nếu ngươi chịu nhận mình thua, đập đầu lạy ta ba cái, ta sẽ tha cho ngươi đi. Mã côn giận sùi bọt mép, nói, tiểu tặc, ta sống chết cùng với ngươi. Lập tức biến đổi trưởng pháp, hữu trưởng hoành ngang như cầm đau, tả trưởng còng ngón tay lại như là cầm kích trưởng phong kiếm ảnh quấn lại vào nhau y tập trung chú ý tìm chỗ hở của dương hoa để đánh vào tử huyệt hai tay không cầm binh khí của y biến thành giống như là sử dụng binh khí vô cùng lợi hại vì mỗi tay ra chiêu đều khác hoàn toàn biến dị rất là linh hoạt thấy đánh đã lâu chưa khuất phục được đối thủ dương hoa thay đổi kiếm pháp kiếm phong đột nhiên điểm liên tiếp vào những nơi mã côn không tưởng tượng trước được kiếm của chàng bây giờ như con rắn thần lông lộn không biết đâu mà lường bỗng mã côn có cảm giác đỉnh đầu của mình lạnh toát nửa mái tóc ở bên đầu đã bị kiếm của dương hoa gọt nhẵn còn bay lả tả như là đám cỏ bật gốc mỹ thiếu niên thì vỗ tay reo lên hễ kiếm độc quá đi Ồ, biến tên quân quan thành lão hòa thượng rồi kìa, sao không gọt luôn lông mày của hắn? Dương Hoa liền cười, nói Ồ, phải đó, tên này có mắt như không chồng, ta sẽ cạo sạch lông mày của hắn. Nhìn đấy, chắc là hắn không đỡ phản đối. Mã Côn hoảng hốt, đưa sông trưởng lên che kính mặt, nhưng không biết do đâu, y chỉ thấy kiếm quang lóe lên. Mắt của y chưa kịp chớp, y vội hoa trưởng nhảy vọt ra sâu một chượng đưa tay sờ lên lông mày thì đã thấy bị cạo sạch. Trong tay của y không dính một chút máu, lại càng kinh dị về kiếm pháp của chàng tuyệt diệu, đến nỗi hoàn toàn không đụng đến da thịt của y. Mã Côn bây giờ mới giác ngộ võ công của mình còn thua xa đối phương, y liền hít lên một luồng chân khí hỏi. Cuối cùng, ngươi là người nào? Ta và ngươi không oán không thù, sao ngươi lại khinh miệt ta như thế? Dương Hoa cười lạnh lẽo, nói Thế nhân dân hán tộc với người có oán thù gì mà ngươi lại khinh miệt họ? Ngươi làm tay sai cho bọn mãn thanh, đàn áp dân hán như chó như heo thì sao? <laughs> ngươi muốn hỏi lai lịch của ta sao? Không có gì khó, để ta nói cho nghe. Chàng xoay một vòng kiếm, đẩy mã côn ra xa hơn nữa, rồi chậm rãi đáp. Người cứ về lại tiểu kim xuyên mà cha cứu, cứ hỏi thủ lãnh ngũ quan đặng trung ngãi, hoặc là thủ lãnh tứ tăng hổ nguyên tử, hoặc là hỏi thủ lãnh tứ đạo thiền thất thượng nhân. Mô tả lại hình dạng của ta, bọn họ sẽ cho người biết lai lịch của ta. Mã Côn hoảng nhiên tỉnh ngộ, thất thành kêu lên. Hả? Ngươi? Thì ra ngươi là tên đã gây loạn ở tiểu kim xuyên. Đúng, ngươi cũng thông minh đó. Ngươi định lừa hàng uy vũ, không ngờ lần này bị ta lừa lại. Mã Côn là một tay già đời gian xảo, nghe sơ qua câu nói của Dương Hoa, y nghĩ thầm ở trong bụng. Tiểu tử muốn giết ta bây giờ thật là dễ như chở bàn tay, nhưng mà gã chỉ cố ý cạo đầu tóc của ta là để nhục nhã không dám trở về chấn viễn tiêu cục nữa. Như vậy rõ ràng là bọn hạng uy vũ có âm mưu bất chính rồi ta ngờ mỗi chuyện hôm nay cũng là do tên hạng uy vũ sắp đặt chứ nhỏ tuổi như tên tiểu tử này sao lại có thể có kế độc đến như vậy được mã cồn xây người nhìn xuống chân núi thấy chu sáng vẫn đứng ở đó như có ý chờ mình y ướm thử ý của dương hoa hôm nay đã muộn xin hẹn tái kiến chàng đáp cùng lúc với tay cha kiếm vào rõ. Ờ thì khi nào mã đại nhân cần hớt tóc thì cứ gặp tại hạ. Chàng cười lớn sau câu nói ấy. Mã côn tức lắm nhưng không dám nói gì, lẫn thững bước đi. Mỹ thiếu niên liền hấp tấp ngăn lại. Hả hả? Sao người thà chết cho hắn? Chàng đưa tay kéo thiếu niên lại nói. Thà cho hắn cũng chẳng sao, hảo bằng hữu, ta còn nguyên một vò rượu ở đây mà, tội gì không uống cùng nhau cho vui chọn hôm nay. Chàng đưa tay lấy rượu bộ đạo lúc nãy, nói Mừng huynh đài đại thắng. Mỹ thiếu niên mặt hoa ẩn đỏ ấp úng. Ta, ta chưa bao giờ uống rượu. Dương Hoa cười lớn, nói Làm thân tu mi nam tử ở trên đời mà không biết uống rượu có uống lắm không? Vả chặn huynh đại yên tâm, loại rượu bộ đào này rất nhẹ nam tử như chúng ta mỹ thiếu niên nghe dương hoa cứ lặp đi lặp lại cái chữ nam tử có vẻ hơi thất ý liền từ chối ta ta đã bảo là ta sợ say một bên vô tâm một bên hữu ý dương hoa đã kê miệng vò lên miệng uống ừng ực một hơi rồi trao lại cho thiếu niên thiếu niên miễn cưỡng cầm lấy đành phải uống một ngụm nhỏ Rượu vừa vào người, thiếu niên đã ửng đỏ hay hay như cánh đào khiến cho dương hoa phải thầm ở trong bụng. Trong thiên hạ sao lại có người đẹp như thế này chứ? Nếu như giả là mỹ nữ đố ai mà biết được. Chàng say đắm nhìn thiếu niên chăm chăm, thiếu niên thì lại càng lúng túng. Người, người say rượu rồi hay gì hả? Tiểu đệ uống thế có thấm gì đâu. Huynh đại, hôm nay chúng ta quên chuyện cũ ở tiểu kim xuyên đi, huynh đại có thuận kết bằng hữu với tiểu đệ hay chăng? Hả? Kết, kết hay không có kết gì? Quan trọng gì với ta, với người chứ? Vẫn là hai người có lý tưởng khác biệt. Dương Hòa rất là tha thiết nói. Huynh đại, tiểu đệ từ bé đã là đứa trẻ lạc loài, không cha mẹ, không anh em, không bằng hữu. May mà bình thủy tương phùng được gặp huynh đại, chỉ ao ước được làm bạn cùng với huynh đại để đỡ cô đơn. Nếu như Mỹ thiếu niên nghe giọng nói thành thật khẩn thiết của chàng cũng có hơi xúc động liền đáp. Ta hiểu rồi, kết bằng hữu cũng có khó gì chứ. Dương Hoa liền mượn rỡ nói. Đa tạ lòng tốt của huynh đại, bây giờ ta đã là bằng hữu, huynh đại có thể cho tiểu đệ được biết họ tên được hay không? Ta họ Kim, xấu lắm có phải không? Dương Hoa cười nhẹ. Tính danh chỉ là cái ký hiệu họ kim có gì mà xấu chứ huống hậu hiện thời thiên hạ đệ nhất kiếm khách cũng là họ kim kim trục lưu đó thôi phụ thân của kim trục lưu là kim thế gì một thời là võ học tông sư huynh đại họ kim thế còn tên là gì tên tên gọi là bích y nghe người nói hình như người ngưỡng mộ cha con của kim trục lưu lắm thì phải bất cứ ai theo nghiệp võ học ở trong thiên hạ đều bái phục cha con của họ Kim mà. Nếu có duyên may được gặp họ thì thật là mãn ý của một đời rồi. Nhưng mà ta thấy kiếm pháp của ngươi đã cực kỳ cao minh rồi. Chỉ sợ Kim Trục Lưu khó hơn được ngươi. Kim Đại Hiệp là thiên hạ đệ nhất khách. Tiểu đệ đâu có thể dám so sánh chứ. Cứ như lời của huynh đài, phải chăng huynh đài cũng đã thấy qua kiếm pháp của Kim Đại Hiệp. Hả? ta tùy kiếm pháp chỉ tầm thường nhưng mà cũng đủ trình độ thẩm đỉnh bản lĩnh của người khác hồi nãy thấy người xuất kiếm với mã côn ta cho rằng trên đời khó có ai có kiếm pháp tinh diệu hơn được kể cả kim đại hiệp cũng chưa chắc hơn dương hoa hỏi họ kim của huynh đài có liên quan gì với họ kim của kim đại hiệp không thiếu niên chưa kịp trả lời chàng liền nghĩ hay chắc ta đoán sai rồi kim đại hiệp là thiên hạ đệ nhất kiếm nếu có liên hệ với kim bích y này, sao lại không dạy kiếm pháp mà lại dạy nhuyễn tiền chứ? Nghĩ vậy, chàng càng nghi ngờ, phân vân ở trong bụng. Mỹ thiếu niên này mặt đã giống nữ nhân lắm rồi, mà sao tên bích y cũng là tên của nữ nhân chứ? Hình như đoán được nổi phần vân của Dương Hoa, thiếu niên chuyển đề tài, nói Thôi, ta đừng nói chuyện Kim Đại Hiệp nữa, hãy trở về chuyện của ta đi. Bây giờ ngươi định làm sao? Ngươi đã hạ nhục được hai tên quan quân, làm sao còn đường trở về hạng uy vũ nữa chứ? Dương Hoa thở dài nói, Chính tiểu đệ cũng không biết sao đây, hay là nhờ huynh đại tính giùm cho đệ? Chàng vừa nói, vừa nhặt một cành cây gãy, viết xuống đất hai chữ bích y rất lớn. Kim bích y mặt lại đỏ ẩn, nói, Tính, tính giùm làm sao được? Chàng xuống giọng nói, Huỳnh Đại biết đó, tiểu đệ bơ vơ từ thở nhỏ, hôm nay được kết bạn với Huỳnh Đại là người thứ nhất ở trên đời này. Tiểu Đại chỉ xin được đi cùng với Huỳnh Đại thôi. Kim Bích Y nghe giọng nói thành khẩn của chàng, bất giác bụng bảo dạ. Tính khí của Y giống hệt như là cha của ta, bản lĩnh cực cao, lòng lại cực yếu đuối. Chính mẹ của ta đã thương yêu cũng như vậy mà. Nghĩ đến đó, thiếu niên có cảm giác ở trong người nóng bừng, hai má cũng nóng bừng. Dương Hoa hỏi, Tiểu đại nói lời đó là thật, huynh đại không tin sao? Nhưng mà người đã biết ta đi đến đâu đâu. Ờ thì bất cứ huynh đại đi đến đâu, tiểu đại cũng sẽ sinh theo đến đó. Thế thì lỡ ta mang người bán cho kẻ thù thì sao? Chàng liền đáp liều. Nếu phải chết vì huynh đại, tiểu đại cũng không ân hận. Kim Bích Y hơi chừng mắt nói Ai bảo người chết vì ta bao giờ Nhưng mà nếu muốn đi theo ta Thì phải thuận theo một điều kiện Hả? Điều kiện gì? Hỏi rồi chàng hơi giật mình Nghĩ Hả? Điều kiện nhỡ như y bắt ta Không được thù oán với mạch nguyên siêu nữa Thì sao đấy? Nhưng mà Kim Bích Y đã đáp Trên đường đi Bất luận gặp việc lớn nhỏ như thế nào Hãy ta nói gì Người cũng phải hoàn toàn nghe theo Có chịu được không? Dương Hoa như chút được gánh nặng liền đáp Tiểu đệ từ bé không có ai thân thích Nay được huynh đài chỉ điểm Chính là quá ước nguyện rồi Sao lại không chịu chứ Nhưng mà ngươi đừng khinh sức Thế lỡ như ta yêu cầu ngươi vào chỗ nguy hiểm thì sao Tiểu đệ đã nói rồi Dù có chết tiểu đệ cũng cam mà Thế thì ngươi biết ta đang đi đến đâu hay không Đệ đã nói... Bích Y liền cắt lời Ta đang trên đường đến xài đạt mộc đó Chàng liền reo lên Ê, thế thì còn gì bằng nữa Đệ cũng đang còn đi đến đó đây Bích Y liền dục Vậy ta mau lên đường thôi Sắp muộn rồi Dưới chân núi Vẫn còn hai con ngựa trắng Của bọn Mã Chu bỏ lại Dương Hoa và Kim Bích Y Cùng nhảy lên ngựa ra rồi Xuống núi là đã ra khỏi ngọn ngọc thụ sơn, ngựa sải càng mau hơn. Đến khi trời vừa sắp tối, cả hai đã đến một thị trấn nhỏ nhỏ